Đây này anh em này, đây là những con chim khỏe mạnh nhá. Nó rất là linh động. Sau khi mình trộn thuốc xong thì mọi người tiến hành cho ăn nhá. Ngoài ra thì riêng chim trào màu là mình phải bổ sung hoa quả nhé. Đem hoa quả, cái quả phèn với chuối ra cho bộ. Thì là mọi người cho ăn riêng. Và những con bị bệnh thì ăn riêng. Đó, đây là những con chim khỏe mạnh này. Đúng. Chào mọi người cùng đam mê nhé. Clip hôm nay mình muốn giới thiệu và chia sẻ một số các bệnh thường xảy ra ở chim trào màu nuôi lon. Thì trong số các cái năm chú chim trào màu này của mình thì bắt đầu đã có hiện tượng của một con chim này. Con chim này là thứ nhất này. Và con này là thứ hai này mọi người này. Bắt đầu có hiện tượng chậm này. Và bắt đầu lông cánh bắt đầu xã ra. Đây mọi người để ý con này nhé. Lông cánh xã ra chậm. Đó là những cái biểu hiện thường xảy ra ở chim trào màu nuôi lon. Vì những cái biểu hiện như này thì chắc chắn con chim đã có vấn đề về sức khỏe. Nên mọi người cần lưu ý nhé. Đây là năm chú chim của mình. Thì nếu mà bình thường chim nuôi lon nó rất là nhanh nhẹn và rất là hiếu động. Nó sẽ không bao giờ có hiện tượng chậm như thế này. Sau đó mình sẽ tí nữa mình sẽ bắt ra cho mọi người xem về những cái cơ bản để xem con chim có bị phát hiện bệnh hay không nhé. Sau đó thì mình sẽ chia sẻ luôn cả cái cách thuốc của mình. Mình chữa cho những chú chim này như thế nào. Trường hợp nếu mà các bạn không phát hiện ra sớm thì tỷ lệ hỏng của những cái đàn chim này rất là cao. Nhưng nếu mà mọi người phát hiện sớm mà chữa trị đúng cách thì cũng thể có thể là chữa được, cũng là tỷ lệ thành công cũng sẽ rất là cao. Thì chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái clip này cho mọi người. Thì đây là hai cái loại thuốc. Cái bệnh này ấy, thì nó thường xảy ra ở những cái thời điểm nắng nóng này, nhất là thời điểm như bây giờ. Đây mọi người nhìn con chim này của mình này. Sau đó thì mình phải tách riêng hai con này ra là đầu tiên này. Và con này là thứ hai này. Đấy, còn bình thường thì những con kia nó rất là nhanh nhẹn mọi người nhá. Đây là mình chia sẻ luôn là hai cái loại thuốc này. Cái loại thuốc đầu tiên này, đó là đây là để dùng cho giải nhiệt này và làm cho phục hồi sức khỏe những chim này. Thì mọi người để ý cái tên thuốc nhá. Đây mặt đằng này là mặt trước và đây là mặt sau của nó này, mọi người này. À mặt trước đúng không? Đây là mặt trước, còn nó kia là mặt sau. Đấy, và cái loại thuốc thứ hai đó là cái thuốc chuyên chữa trị đường ruột về bệnh tiêu chảy các thứ. Đó là Hanflor 4%. Cái này cũng chữa về da cầm nhưng mà tỷ lệ pha thế nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ luôn cho mọi người xem nhá. Đó. Đây là mình làm chăn nuôi thì cái thuốc này nó rất là sẵn. Cho nên là nhiều khi cũng chữa trị được một số chú chim rất là hay. Thì hôm nay cái clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Đây thuốc C mình đã pha rồi này. Bây giờ mình sẽ bắt hai con có biểu hiện ốm với một con chưa có bệnh gì để cho mọi người anh em cùng tham khảo nhé. Đây con hôm qua con lúc mà yếu yếu là mình bắt ra mình cho. Đây con này nữa này. Lấy sẵn một cái lồng ấy đây. Để bố để riêng hai con chim này nó có tiện tượng ốm này đây. Đây này mọi người này. Chim mà mọi người bắt ra này. Nếu mà nó có hiện tượng ốm thì cái gầy lườn này nó rất là gầy này anh em này. Đây là có biểu hiện 100% chim đã bị ít điều đã bị ốm rồi mọi người nhá. Đây. Mình sẽ zoom lại cho mọi người xem. Đây này, lườn nó rất là gầy luôn. Bây giờ mình sẽ bắt một con không có bệnh, chưa có dính bệnh cho mọi người xem. Đây, bướm ấy, bướm máy ấy. Đây. Hai con này so sánh với nhau. Đây chim mà nó không bị ốm này, con chim trào màu nó cái lườn này nó rất là béo này mọi người này. Đây mọi người nhìn thấy kìa. Đấy, đây. Cái lườn nó rất là phẳng. Đấy. Đây này anh em này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy còn con này nó đã bị chớm bị bệnh rồi này anh em nhá. Nhìn cái lườn nó rất là gầy này. Đây này, mọi người nhìn thấy chưa? Trơ hết xương này này. Như lưỡi dao luôn. Đấy anh em thấy chưa? Đây, hai con so với nhau đâu. Để cho mọi người biết được để anh em cùng đam mê phòng tránh được một số cái bệnh thường gặp ở chim trào màu mới non nhá. Đấy là hai cái là biểu hiện này, chim một con bị ốm, một con chớm bị ốm. Này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, con ngực rất là phẳng luôn. Vì chim trào màu non là nó ăn rất là phàm ăn.
Đấy. Đấy. Con này vẫn ngon khỏe mạnh này. Còn con này hiện tượng ốm này. Rất là gầy luôn. Đấy. Mà nếu mà mình bón thức ăn cho nó là nó có hiện tượng vảy nha mọi người nhá. Nó vảy nó không chịu ăn thì mọi người bỏ ra. Mặc dù nó rất muốn ăn. Đây con này là để mình sẽ để riêng nhá. Tách riêng ra đây. Đấy, rất là chậm chạp luôn. Đây còn con này nữa này anh em này. Mình quan sát kỹ này anh em ta quan sát kỹ. Mặc dù chim vẫn đòi ăn nhưng mà lông lá nó sẽ bị xù này. Đó, thì là cái cách này là chim này là cũng đang có hiện tượng chớm bị bệnh này. Nó rất là hay xảy ra vào mùa nóng anh em nhé. Đây mình sẽ bắt ra và kiểm tra luôn nhé anh em nhé. Đây mọi người nhé. Đây cái lườn của nó này. Đây con này thì nó không gầy lắm nhưng mà cũng đang hiện tượng gầy, mất nước rất là nhanh chim ấy. Đây này anh em mọi người nhìn này. Đây này. Đấy thì cái lườn này là nó sẽ đang gầy rồi. Thì bây giờ thì mình cũng là tách hai con này ra, thì trong đàn này có 5 con thì đã bị 2 con. Theo kinh nghiệm của mình mới làm về gia cầm thì mình đã quan sát được những con chim nào mà bị bệnh là mình rất hay đoán được, cho nên là nhiều khi cũng phòng tránh được một số con. Đây sau khi mình tách hai con chim có hiện tượng ốm ra thì còn mấy con khỏe mạnh này mọi người nhìn này, nó rất là hiếu động luôn. Đó mọi người thì lên chú ý nhá. Khi con chim nó mà là khỏe mạnh thì nó rất là linh động và khỏe khoắn. Đây, nó cảm thấy nó sợ nó phản xạ luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộn thuốc nha anh em nhé. Ví dụ như 5 con của mình thì cái thuốc mà chữa phòng đi ngoài tụ huyết trùng các thứ đây thì là về đường ruột đấy, thì mình sẽ trộn một thìa cà phê này nhá anh em nhé. Đó. Cho một thìa. Nếu mà mọi người nuôi ít thì cho lượng một rút đi 1/3 đấy, một thìa này này. Đó, trộn vào đây và tiếp theo là tầm 2 thìa cái thuốc điện giải đây. Mình cứ gọi là trong chăn nuôi mình gọi là thuốc điện giải, bổ sung vitamin các thứ này, chống mất nước ở gia cầm ốm. Đây, 1 thìa này, 2 thìa này. Đấy. Thì ngoài ra thì trong nước uống thì các bạn mọi người cũng cho lên uống luôn cái này nhá. Cái C này này, cái này nó là chỉ là cái điện giải thôi, rất là tốt. Sau đó thì trộn đều lên, mình khoắng đều lên, bón cho nó ăn. Kể cả chim, những con chim khỏe mạnh thì mọi người cứ cho nó ăn nhé, để nó phòng bệnh. Vì thực tế là chim rất là đề kháng, rất là tốt. Đây này anh em này, đây là những con chim khỏe mạnh nhé. Nó rất là linh động. Sau khi mình trộn thuốc xong thì mọi người tiến hành cho ăn nhé. Ngoài ra thì riêng chim chào mào là mình phải bổ sung hoa quả nhé. Đem hoa quả, cái quả phèn lên chuối ở đây cho mình. Nên là mọi người cho ăn riêng và những con bị bệnh thì ăn riêng. Đó, đây là những con chim khỏe mạnh này. Đây. Ngoài ra riêng chim chào mào thì luôn luôn mình vẫn phải bổ sung hoa quả nhé. Một là chuối, hai là những cái quả dại cũng được, quả phèn, quả phiếc này cũng được. Thì chim nó tự khắc rỉa nhé. Mình để đây thì tự nó khắc xuống nó ăn. Vào ăn đi con.
con kia kìa, con kia to, con kia to. Con này đi ra đi. Mày có phải là loại ở đây đâu. Đấy, con này ra cứ mổ này, tầm mổ hết rồi. Đây đây hai con chim ốm này để cho nó ăn. Đây sau khi mình tách hai con ốm này, con chim có thể được ốm này, nó mặc dù nó vẫn rất đòi ăn nha. Nhưng mà nếu mà mọi người không để ý mà không có thuốc kịp thời thì chim nó cũng sẽ tỷ lệ hỏng rất là cao. Đấy giờ cho ăn hai con này riêng nha con, chốt riêng để cấp riêng ra đi. Là nó ốm lây bệnh. Đem ra đi. Đấy con kia tự rỉa hết rồi. Cái quả phèn đen này kể cả chim chào mào các bạn nuôi trong lồng lâu ngày ông lên thường thỉnh thoảng cho ăn một chút nhá. Nó rất tốt cho đường ruột của chim. Riêng về phần mồi tươi đối với chim non thì mọi người cứ chăm mồi bình thường nhá. Nếu mà có điều kiện thì mọi người bắt châu chấu cho nó ăn. Còn mình không có thời gian thì mình cứ bón dế cũng được để cho nó nhanh hồi sức và giúp cho con chim nó khỏe lên nhé, nhanh khỏe nhá anh em nhá. Đặc biệt là những chú chim nào mà bị ốm ấy thì mọi người tăng cường cho ăn dế đây thì nó sẽ béo lại rất nhanh. Nếu mà chào mào nuôi chơi thì mọi người cho ăn dế thì nó hay bị đi ngoài, nhưng khi chào mào con thì nó không ảnh hưởng nhiều nhá. Đấy mới con chim ốm để riêng nha, bắt dế cho nó ăn con. Mới con này mình thả ra nhưng mà đợt này nó bị bệnh nên mình không thả nữa anh em nhé. Thì hạn chế thả ra để chữa phòng bệnh cho nó đây. Này con này bướng này, con này bướng nhất này. Đây con bướng nào, à, kia rồi ạ. À. No rồi, à, con cui đây. Một mình nó mụn không có màu luôn. À, con này thì nhìn như chim người lớn rồi. Thôi thả con này ra ngoài đi con, còn nó đi lẫn ở đây. Nó cứ đòi nhảy vào à? Đây là về phần hai chú chim bị ốm mình đã tách riêng ra rồi. Thì này con này thì nó nặng hơn này anh em này. Thì hy vọng đây là mình trường hợp này mình sẽ phát hiện cũng tương đối là sớm, thì hy vọng thế là chữa được. Thì lần trước mình đã chữa được một số lần thành công rồi. Hy vọng là mọi người mới chơi, anh em mới chơi mà có nuôi chim con mà để ý được gặp, không may gặp những trường hợp như này, có thể xem những cái video này của mình để tham khảo nhé. Rồi mình sẽ xin phép hẹn dừng clip ở đây và hẹn mọi người ở những cái clip sau về chim cảnh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hai con này để riêng nha con này. Ủa để riêng nha, cho nó ăn riêng nha con. Con kia đỡ rồi, con kia nó đỡ hơn này, con này yếu là tí nó bón thêm thuốc này.